Chào bạn nhé, thì tiếp nối chương trình ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì các bạn biết mình có làm cái clip mình review cái đống hàng đây này, nhưng mà mất 20 phút cuộc đời nhưng mà cũng chưa thể mà review đếm hết được cái chỗ máy ở cái khu này. Thì hôm nay mình quyết định làm tập tiếp theo nhé, tạm gọi là tập 2 đi. Và hôm nay là đầu tháng rồi, đầu tháng 10 rồi, rất là ok này, nên là mọi người mau mắn xem hết clip và chọn mua nhé. Đấy, hàng chất không cả A51 này, tươi xanh như nồi canh này, máy như máy mới này các bạn, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB này. Đấy, hàng loại 1 luôn. A++ luôn, đấy, rất là đẹp nhá, đẹp leng keng như xà beng. Và con này rất đẹp với cái thiết kế camera sau hình chữ nhật này các bạn, 4K. Đấy. Và các bạn lưu ý là con này nó có một cái vấn đề là nó là hình vuông này, nếu các bạn dán cái miếng gì đấy, nó gọi là cái miếng gì BBF hay là nói chung là dán keo dán gì trên cái mặt kính đây này, không cần dán nhá. Nếu mà các bạn dán là khi chụp ảnh quay phim vào buổi tối bật đèn lát là nó bị mờ nha. Lý do là ánh đèn lát nó bị lan tỏa vào cái miếng dán đấy ha. Nó che mất cái camera giống như bị lóa mắt đấy các bạn ha. Rồi, con A51 màu xanh tươi xanh như nồi canh đây, hàng chính hãng, dùng được 2 sim này. Rất là chất này, máy như máy mới này. Giá bán là 5,1 triệu các bạn nhé. Còn hai em màu xanh cho bạn lựa chọn đây. Đấy. Tiếp tục có cái gì nữa đây? Rồi ok, chúng ta có con gì, Samsung Galaxy A70. Con này thuộc dạng nồi đồng cối đá của Samsung đây. Pin 4500 rất là trâu. Chạy chip Snapdragon này. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, màn hình tới 6:7. Đấy. Dành cho những người mà gọi là mắt kém cũng thấy đấy. To, dài, ngon. Đấy. Pin trâu. Đi ra ngoài cả ngày chưa hết pin. Và đây mình có máy màu trắng ngọc trai các bạn nhé. Có thể nói len keng như xà beng, Samsung Galaxy A70 chính hãng, giá bán 4,6 triệu các bạn nhé, 4,6 triệu. Và chắc chắn rồi, ở shop đây mình sẽ còn có cả màu đen các kiểu nữa các bạn nhé, nhưng mà ở cái đống này đây mình thấy có màu trắng thì mình giới thiệu màu trắng ha. Rồi tiếp theo đây mình có một con A80. A80 này thì khá là nặng, khá là chắc tay, bởi lý do cái viền của nó hình như làm bằng nhôm sắt gì đấy mình biết, hay là inox gì đấy, mà nó nặng lắm, nó cầm nặng lắm. Với cam trước, con này nổi tiếng với cam trước thò thụt. Thì đây, con này nó chảy một vết ở chỗ camera đây thôi, nên là mình bán giá nó cũng rẻ nhé, giá có 5,5 triệu đây. Thì có một số bạn thắc mắc là hôm qua mình có một cái máy nguyên hộp đấy, thì mình bán lại tới 5,9 triệu. Thì thế này, hàng cũ thì nó không thể định lượng, nó không có một giá đâu, nó có thể là có những cái nó còn bảo hành lâu nguyên hộp, và những cái người ta mới sử dụng có vài ngày người ta bán lại thì giá nó sẽ phải chênh so với những cái chẳng hạn như này có một vết chày đây, nó cũng bị đánh giá thấp xuống này, đúng không, là 5,5 triệu này. Ok, Samsung Galaxy A80, màn hình 6:7, pin 3700, camera trước á là thò lên rồi quay lên, nên là trước sau như một nhá. Đấy, con này được gọi là trước sau như một này, một lòng một dạ đấy. Ok, dùng được 2 sim nhá, máy như máy mới luôn, tuy nhiên là chẳng may bị một vết chày nhẹ đây, cho nên là bán rẻ 5,5 triệu. Samsung Galaxy A80, một máy duy nhất màu gold các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây mình có một con máy Samsung Galaxy A50 chưa bao giờ là hết hot, màu trắng ngọc trai, máy rất đẹp, có thể nói là rất đẹp, đẹp leng keng như xà beng luôn. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6:4. Giá bán là 3,5 triệu, và tất cả sản phẩm bán ra là Samsung, Oppo, Vivo hoặc là những máy chạy hệ điều hành Android Nhật Nam, cam kết là bán máy chính hãng thôi, bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng các bạn nhé. Bạn cứ yên tâm, shop Nhật Nam không bán hàng xách tay đối với sản phẩm chạy hệ điều hành Android. Đó, máy bán ra rất đẹp, rất chất đây này. Chất như nước cất. A50, và A50 này mình đang có màu trắng và sẽ có cả màu xanh nữa đây này, cho các bạn dễ lựa chọn này. Đấy, màu xanh đây. Màu xanh tươi xanh như nồi canh. Đẹp len keng như xà beng luôn. Đấy. Các bạn nhìn chân sạc thì cũng phần nào đánh giá được máy rồi, chất lượng của máy rồi. Quá là ok các bạn nhé. Những sản phẩm xài màn hình Super AMOLED này thì khỏi phải chê rồi, rất là mượt. Có điều hơi hao pin. Không phải là hao pin của điện thoại đâu, mà hao pin của mình nhé các bạn. Tức là hao tiền đấy. Nhiều bạn nghe đến đấy lại bảo thằng này xài mau hao pin là chết. Tức là hao tiền đấy, mỗi lần mà nó vỡ màn hình thay tốn tiền lắm. Đấy, nói vui thế thôi, nhưng mà chúng ta xài phải nâng niu nhá. Tiền kiếm không dễ đâu. Ok, đây có một con A70 màu đen này, máy mới chưa? Bạn nhìn chân sạc là biết mới rồi. Khá mới, rất là chất.
Con A70 này thì cũng có giá là 4,6 triệu. Đấy, rất là đẹp, rất là chất. Tiếp tục xem còn cái gì nữa. Rồi đây, tiến sang khu vực bên này thì chúng ta đã thấy có xuất hiện cả A71 nữa đây này, đỉnh của đỉnh này, đỉnh của đỉnh của dòng A này. Đấy, dòng A thì con này là kinh nhất rồi chứ còn gì nữa. Rồi, ok, đây là một máy màu trắng. Trắng ngọc trinh luôn, con này trắng ngọc trinh luôn, trắng muốt luôn đấy. Con này RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin 4500 và có cam sau hình chữ nhật luôn, rất là keng. Và đây một máy này rất là mới luôn này, các bạn nhìn chân sạc cũng biết cái độ mới của nó đến cỡ nào các bạn ha. Đấy, cứ yên tâm này. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 màu. Màu trắng này, màu đen này, và mình sẽ lấy thêm một cây màu xanh, xanh ngọc nữa để một review cho bạn xem. Ok, và đều đồng giá là 6,700,000 cho một sản phẩm nhá. Thì những cái sản phẩm này chắc các bạn thắc mắc là không biết mình có tặng kèm theo sạc zin không, thì là có nha. Tất cả những sản phẩm như nếu mà nguyên hộp của nó có sử dụng cái sạc 25W là mình đều tặng sạc 25W theo cho các bạn luôn, zin luôn. Đấy, sạc siêu nhanh, như con A70 này có chế độ sạc siêu nhanh luôn. Đấy, còn dành cho những bạn siêu vội. Rất là chất ha, đẹp quá luôn. Giá 6,7 triệu nha các bạn, Samsung Galaxy A71 dùng được 2 SIM, hàng chính hãng. Và được bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Rồi tiếp theo đây có cái gì nữa đây. Ok, đây có một con Note 10 Lite. Con này có mệnh danh gọi là S Band quyền năng đây. Giá rất là rẻ nhưng mà có cái bút rất là chất. Đấy, review cái bút phát cho sướng. Ok đây. Đấy, camera hình vuông đặc trưng, nhìn vào là biết. Đấy, máy thì như máy mới. Những cái sản phẩm này còn bảo hành đến năm sau không các bạn nhé. Nhưng có điều là mình không có check. Mình bán rất là nhiều. Đa phần là thế, mình bán là mình nhìn theo đát sản xuất các bạn ha. Cứ yên tâm, luôn luôn mang đến sự an toàn cho khách hàng. Và đấy là chính là sự an toàn cho Nhật Nam nữa. Bởi vì nếu như sản phẩm không tốt lần sau các bạn đâu mua nữa. Thậm chí còn đi nói xấu. Việc tốt đồn thì ít chứ việc xấu đồn to, đồn rộng rãi lắm. Đấy, ok, thì đây là con Note 10 Lite. Máy màu đen rất là chất nhá, con này RAM 8 bộ nhớ 128GB rất là chất. Note 10 Lite mà giá hôm nay chỉ có 7,2 triệu thôi. Đấy, xài con này thì quá êm rồi, êm như nhíp luôn. Rồi tiếp theo sang cái khu bên này thì cái gì đó ui, với chẹo hết cả tay ra. Đấy, bạn thấy nhìn thế thôi, rộng rãi mà nhiều hàng lắm. Ok, đây sẽ là mình thấy sản phẩm là Samsung Galaxy A9 đời 2018. Mình sẽ lấy mỗi màu một máy ra review cho các bạn xem nhá. Hai con này đều hàng đẹp keng. Đấy, con nào mà xấu hay là lỗi hay lô hay là thế nào, hàng B, hàng D gì thế là mình đã loại luôn từ vòng gửi xe, các bạn cứ yên tâm nhé. Đây là hàng chất. Rồi, A9 đời 2018 đẹp long lanh không tì vết. Con này cấu hình cũng khủng, sản xuất 2018 mà cấu hình này là chất lắm ấy nhá. RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn hình 6 in 3 này. Khá là chuẩn luôn. Đấy, màn hình chưa phải tràn viền nên một số bạn rất là thích. Vì là đánh game á, đánh game các bạn hay kiểu cầm ngang này này, cái tay đặt lên đây đường nó đỡ bị loạn vào cảm ứng, hiểu không? Chứ tràn viền nhiều bạn lại không thích. Đấy, mình thấy đánh giá của các game thủ thôi, chứ còn mình không phải dân chơi game nhá, mình chả biết gì về game hết á. Rồi ok, thì chắc hẳn là khi mà đã biết rõ về nó rồi thì các bạn quan tâm đến giá bán đúng không? Con A9 2018 này, màu xanh và màu đen, có giá bán là 4,2 triệu trên một sản phẩm nhá. Máy đẹp leng keng như xà beng và tươi xanh như nồi canh. Đấy, sản phẩm còn rất nhiều tại shop, mọi người đặt mua tẹt ga luôn đi. Rồi tiếp theo, thêm một chồng gì nữa đây. Ok này, cái này cũng khá là chất đây, nhưng mà lại toàn thấy là màu đen và có hai phiên bản. Thì mình sẽ review. Thực ra thì hai phiên bản thì nó cũng giống nhau thôi. Về ngoại hình các cái thì nó phải như nhau rồi. Đây, nhưng chúng ta sẽ thấy có một con là RAM 6 này là phiên bản đặc biệt. RAM 6 là bộ nhớ 128 và một con RAM 4 bộ nhớ 64. Đấy, Samsung Galaxy A7 đời 2018, con này sản xuất cùng năm với lại cái con A9 vừa xong đấy. Con này 3 cam và có một cái ngoại hình rất đẹp, mỏng này. Đẹp, màn hình Super AMOLED khoảng 6 inch rất là chất. Và giá bán thì khá là ok. Đây, con phiên bản RAM 6 đây là nó còn dán lên là nó cái miếng dán chống trầy. Thực ra là cái miếng dán này là cái miếng dán trầy. Đấy, dán vào một thời gian xài trầy kinh lắm, nhưng mà lột nó ra là nó hết trầy. Để nó không trầy màn hình thôi, chứ còn cái miếng đấy nó có chống trầy đâu. Rồi ok nhá.
Con này sẽ có hai phiên bản, phiên bản RAM 4, mình gọi là phiên bản RAM 4 thì sẽ bán với giá 3,1 triệu, và phiên bản RAM 6 đây sẽ bán với giá là 3,4 triệu. A7 đời 2018 chính hãng bạn nhé. Máy thoải mua đi. Bản đặc biệt thì còn có một cái thôi, còn bản RAM 4 thì còn 3 cái các bạn nhé. Đặt hàng ủng hộ mình ha. Rồi tiếp theo đây, mình thấy nhiều hàng quá. Đây có cái này nó đỏ đỏ đây, giới thiệu tí hạt rẻ. Đây, Oppo F5 hạt rẻ RAM 4 bộ nhớ 32GB, máy màu đỏ chứng tỏ yêu anh, màu đỏ mà rất là chất luôn, đẹp không? Nhìn phát là tươi mát cuộc đời luôn ha. Mua xài là coi như là lúc nào cũng vui tươi. Đấy. Ok, Oppo F5 chính hãng, hàng chưa bao giờ là hết hot. Giá bán 2,1 triệu bạn nhé. Máy rất là chất, đẹp như cái máy mới. Rồi, tiếp theo đây có cái gì đây? À, Renault 2F này. Renault 2F màu xanh tím hay còn gọi là xanh tinh vân nhá. Máy rất là chất, con này cũng có cam trước thò thụt nên khá là đẳng cấp. Và màn hình tràn viền 6.5 inch không tì vết. Lý do là cam trước thò thụt rồi thì nó đâu còn cái nút ruồi trong đây hay là giọt nước hay cái gì nữa đâu, nên là nó hiển thị full khung. Đấy, rất là ok và máy rất là đẹp. Giá bán hôm nay chỉ có 4,8 triệu thôi các bạn nhé. Tặng cũng tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Và đây là Oppo chính hãng nên vẫn dùng hai sim bình thường, hai sim vật lý, hai sim vật lộn nhá. Rồi đây mình có một con Oppo A92 nữa đây. Oppo A92 không hộp. Máy rất là chất, màu đen. Con này RAM 8GB, bộ nhớ 128GB và cũng đến cái đời này thì cũng đua đòi làm camera sau hình chữ nhật rồi. Đấy, rất là chất luôn. Và con này pin thì khá trâu rồi, pin 5000. Pin khá trâu, pin 5000 bạn nhé. Giá bán ở thời điểm ngày hôm nay là 5,1 triệu các bạn ha, 5,1 triệu. Oppo A92. Rồi, tiếp theo đây là cái gì đây? À ok, con A51, Samsung Galaxy A51. Máy chất đẹp keng. Lưng sau vẫn còn miếng dán luôn. Đây, nói có sách mách có chứng, lột ra luôn để mở rộng tầm nhìn. Đấy, lột ra là như một cái máy mới, leng keng như xà beng. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, Samsung Galaxy A51 bạn nhé. Màu đen, giá bán 5,1 triệu. Chả bao giờ là hết hot. Đây, tiếp tục nó nữa đây, sao nắm thế đấy. Đây, lại tiếp tục, cũng là A51 nữa. Đấy, ok. Rồi thì nhiều thì bán theo kiểu nhiều, ít thì bán theo kiểu ít, đúng không? Bình tĩnh bán. À rồi, à, đây đến cái gì nữa đây? Samsung Galaxy A20, con này A20, con này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này giá hôm nay giảm này, màu đen giá có 2,5 triệu thôi. Lưu ý là có một con màu đỏ giá tới 2,6 triệu nha. Ai mua màu đỏ thêm 500. Con này RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6.4 inch. Đây là nó nữa này, 2,5 triệu này, A20. Tiếp tục là A20 nữa này, 2,5 triệu thôi. Này giá giảm dễ mua. Con này pin khá là ok nhá, pin 4000, màn hình giọt nước 6.4 inch đấy. Máy chất lắm đấy, nhìn chân sạc biết chất rồi ha. Chất như nước cất. Rồi, chuyển sang con A30. Thì A30 này chắc các bạn cũng biết, con A30 này thì nó khá hơn con A20 xíu. Và nó cũng cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, 2 cam sau, vân tay sau lưng, pin 4000, màn hình giọt nước là 6.4 inch. Mặt trước có miếng dán đầy đủ nên màn hình rất là keng, không tì vết. Giá bán của nó là 2,9 triệu các bạn nhé, 2,9 triệu. Rồi đây, có thêm một sự lựa chọn cho con A51 về màu sắc. Đây mình có một cái màu trắng ngọc trai nữa đây. Giá cũng 5,1 triệu các bạn nhé. A51 thì giá 5,1 triệu luôn, kinh thật. Một sự trùng hợp. Rồi tiếp tục đây còn mấy con Oppo, Vivo, làm nốt. Oppo A5 2020, con này sản xuất cuối năm 2019. Nhưng mà lại nói là 2020, đấy. Nó nổ hơi quá đáng ha. Nhưng mà con này phải nói là hàng nồi đồng cối đá. Đấy. Lưu ý là nồi đồng cối đá nhé. Ui, con này rất mới luôn, rất chất luôn này. A5 2020. RAM 3, bộ nhớ 64GB, con này pin trâu, pin 5000 và có hai loa kép lên nghe nhạc cứ kiểu như là cảm giác feel như trong quán bar ấy. Đấy. Rồi ok. Con này có giá bán là 2,9 triệu các bạn nhé, rất là chất này. Nếu những bạn mà thích những con hàng mà pin trâu xài lâu là lựa chọn mấy con này là ưng ý hết sảy con 37 rồi. Rồi đây mình có cái gì nữa đây?
À, con này là con Oppo A12. Con này là con phiên bản nâng cao của con A3s đấy các bạn. Con này RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Thì có giá bán là 2 triệu rưỡi bạn nhé, rất là chất, máy như máy mới. Mới sản xuất cái đột đây mà, hai cam sau, vân tay sau lưng này. Chất lắm. Còn A3s là chưa có vân tay, vân chân, con này có đầy đủ nhá. Đấy, máy màu xanh rất là chất. 2 triệu rưỡi nha các bạn. Như cái máy mới. Rồi, ok. À, tiếp tục đây có một con Redmi C2. Hàng này, hàng Redmi C2 này thì nó không khác gì con A3s. Đấy, những bạn tìm mua con A3s thì có thể đây là một sự lựa chọn cũng thay thế khá là ok, vì nó thực ra bên trong ruột máy nó giống hệt như nhau, nó khác nhau cái áo thôi, cái áo của anh Redmi nhé. Đấy. Rồi ok, thì con Redmi C2 này có giá bán là 1 triệu 7 thôi các bạn nhé, 1 triệu 7 vô cùng rẻ luôn. Con này RAM 2, bộ nhớ là 32 thì phải. Rồi, tiếp theo đây mình có con Vivo. Con Vivo này là con Vivo i11. Phải không nhỉ? Hay là V? Mình nhầm các bạn ơi, con này là V11 chứ không phải i11 đâu, con i11 nó chất hơn. Con này con V11 có giá bán là 2 triệu 3. Đấy, 2 triệu 3. Con này RAM 3, bộ nhớ 32GB nhá, 2 triệu 3 rất là chất luôn á. Rồi ok, vừa rồi là mình đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều cái hàng chính hãng từ Samsung cho tới Oppo, Vivo. Bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng nhé. Khi mua sản phẩm tại shop Nhật Nam các bạn vui lòng đặt cọc trước 100 ngàn đối với sản phẩm là dưới 10 triệu và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu. Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai đến trực tiếp shop của mình nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Ngoài những cái máy trong video clip này thì Nhật Nam còn rất là nhiều sản phẩm Android chính hãng và iPhone quốc tế nha, không bán iPhone lốc đâu. Đấy, rất nhiều này. Đấy, ok. Cho nên là các bạn cứ alo đến để đặt mua tẹt ga ủng hộ cho Nhật Nam nhé. Trong và Nhật Nam xin nhắc lại với các bạn rằng là tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra đều được bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Trong mọi vấn đề như là rơi nước hay là làm va đập vật lý vào máy mà bị lỗi thì sẽ không được bảo hành, nhưng vẫn nhận hỗ trợ sửa chữa cho bạn với mức giá có thể nó phù hợp hơn so với các bạn tự đi sửa ở đâu đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành, nhớ nhấn like này, nhấn chia sẻ để ủng hộ cho Nhật Nam. Và một điều quan trọng nữa là bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để theo dõi mua máy chính hãng cũng như là ủng hộ Nhật Nam thật là nhiều. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công.